sở thích làm đỏm, đúng không? Tôi thì tôi lại cho rằng là cái này đại diện cho cả vị kỷ lẫn ái kỷ. Khi một ngày ta có thể ngồi, tôi không biết mọi người có thấy miêu đẹp không, tôi nhìn vô trong gương tôi có thể ngồi cả ngày được á. Đó là cái cảm giác khi mà cái lòng ái kỷ của mình nó trỗi lên. Hôn nhân tôi đoán là như vậy. Này là gì, thói hư tật xấu hả? Thì cái sự ổn định và tính cam kết trong mối quan hệ nó đang nằm ở một cái tiêu chí rất là lớn. Giấy chứng nhận kết hôn, nó gần như tương đương với cái này, đúng không? 25 đến 30 hoặc là 30 trở lên thì thanh thanh, trên 35 sẽ thanh thanh. Bà nào mà dưới 35, gần tới 35 mà vẫn FA thì than than. Ở đây thì nó lại không lệ thuộc vào độ tuổi nữa rồi. Đối với một số kiểu phụ nữ, nó sẽ luôn ở bên mình. Em có biết có những người phụ nữ mà ngay cả bà, những bà nội, bà ngoại nha, tám mấy rồi, và biết là có thể cái Tết này là Tết cuối cùng ăn với con cháu, là đến ngày mùng 1 tụi nó sắp dậy tụi nó chúc Tết nó rồi hắn ngồi để giữ được cái tấm hình đẹp nhất của mình cho con cháu. Thì đối với một số phụ nữ thì như vậy, nhưng mà đối với cũng may là gần đây tỷ lệ này không có nhiều nữa, họ không còn quá quan tâm đến cái điều này nữa. Đơn giản là cực quá, đơn giản là nhiều việc phải lo quá, đơn giản là sự đầu tư cho trí tuệ và sự nghiệp nó đã tước mất cái quyền này, nhưng mà cũng may là tỷ lệ này không cao. Cái này chiếm một tỷ lệ rất là lớn luôn, trên 30. Thậm chí là cả những cái bạn còn độc thân, cách đây vài năm chúng ta đã thấy cái dấu hiệu báo động của trào lưu mẹ độc thân, mẹ độc thân single mom. Thì cái việc có một em bé nó hoàn thiện cái cảm giác về 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 thiên chức của phụ nữ, cho nên cái này cũng cực kỳ quan trọng đối với nhiều người. Nhưng mà Miu nói rồi đó, đối với Miu, ba cái giá trị mà khi mà nhìn vào thì Miu cảm thấy là cũng không hẳn là đây là ba giá trị mà Miu thích nhất đâu. Cho mình một cái sức bật và một cái trí lực, chứ không phải là trí tuệ nha, trí lực mạnh mẽ đủ để có được tình yêu, sự tôn ngưỡng và lòng ái mộ của người thân và của công chúng. Nó cho Miu cái này, cái ý thức là mình ít nhất là thống trị được không gian trong bán kính một sải tay. Miu thống trị được cái đó. Đây là năng lượng duy nhất có thể khiến Miu bất hạnh hoặc hạnh phúc. Miu bị lệ thuộc vào cảm xúc và tình cảm rất 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 là nhiều. Miu không bao giờ chiến đấu vì tham vọng. Nhưng mà ngay cả ở góc độ lý tưởng mà mình đang đấu tranh cho nó, ví dụ là lý tưởng cho một cái xã hội có nhiều người hạnh phúc hơn, thì Miu phải gắn nó bằng tình yêu, nó tình yêu dành cho mẹ. Thì luôn luôn là cái này là cái năng lượng chủ đạo của Miu. Và cái này khi lúc nãy Miu nói là đối với Miu nó không có đại diện cho cái thói quen làm đẹp của chị em, mà đối với Miu cái này nó là cái sự vị kỷ và cái sự quán chiếu nội tâm, làm tự mình nhìn ngược vô bên trong mình, tự mình xét mình, tự mình đập đầu vô tường và sửa mình từng chút một. Và đó là mặt tốt của nó, giống như cái gương này nó có hai mặt. Cái mặt tốt của nó là mình luôn nhìn mình, luôn khen mình khi mình xứng đáng, và luôn tự tán vô mặt mình khi mà mình có cái gì nó tồi, nó xấu mắt, nó ghê. Còn ở cái mặt này, đó là sự ái kỷ, chỉ nhìn thấy mình, chỉ mê đắm chính mình, chỉ lý tưởng chính mình, chỉ tôn ngưỡng chính mình, chỉ tâm đắc với chính mình mà thôi. Thì Miu có cả hai mặt đó, cho nên và khi chúng ta chiến đấu với sự ích kỷ, gọi là ích kỷ tiêu cực á, khi chúng ta chiến đấu với cái ích kỷ tiêu cực bên trong mình thì cũng tiên quyết song song đó ta chiến đấu một cách cực đoan nhất với sự ích kỷ đến từ những người xung quanh. Nếu tôi đã không cho phép mình ích kỷ một cách xấu xí thì cũng đừng ai ích kỷ một cách xấu xí với tôi. Không ai quyết định được cho người phụ nữ rằng là cô ta đang bao nhiêu tuổi. Và điều đó vẫn còn đang rất là, đối với chị nó là một
cái gọi đó là tệ nạn nhá, một cái thói quen đáng được coi là tệ nạn, đó là khi chúng ta áp đặt độ tuổi cho phụ nữ. Và cái thuật ngữ mà chúng ta áp dụng của thể thao vào cho phụ nữ đã từ rất nhiều năm nay rồi, đó là U50, U40, U30. Nó đầy màu sắc kỳ thị. Và nó chính là mình treo nhãn lên là 30 thì phải sao, 40 thì phải sao, 50 thì phải sao. Nếu mà mình áp đặt như vậy thì đúng là độ tuổi của Miu bây giờ là không được để tóc này, không được trang điểm như thế này. Và nếu chúng ta còn, trong khi vô tình giỡn nhau thôi u bao nhiêu rồi mà, thôi u bao nhiêu rồi, chúng ta không có biết là chúng ta đang rất là ác. Và cái đó là cái ích kỷ tiêu cực á. Quy định độ tuổi cho phụ nữ, và sau đó một cái điều cực kỳ khiếm nhã nữa là chui sầm sập vào tủ quần áo của người ta và quyết định trang phục của phụ nữ. Và đối với những người phụ nữ mà chọn cái này cho số phận của họ thì đừng dại quyết định trang phục cho họ, vì điều đó không tốt cho sức khỏe của bạn đâu. Crazy Rich Asians là một cái cách nhìn của, đó là điện ảnh Hoa Kỳ. Và khi mà họ nhìn vào người châu Á thì họ có những cái tư duy của châu Á, nó rất là, vẫn là rất là khá xa lạ, kỳ lạ, ngộ nghĩnh. Thế đây mình thấy rằng là cái người vợ đó thật là giỏi, thật là Tây á. Mình nói với nhau, mình hay nói rồi, cái cô này của Tây, thành đạt quá, của sở hữu như vậy, bằng sức lao động của cô ấy, bằng trí lực của cô ấy. Nhưng mà chúng ta cũng thấy rõ ràng là một cái điều nó rất là Á Đông ở đây. Và nó khá là căn bản trong cái tháp nhu cầu của con người, đó là tiền được quy đổi thành khí cụ để thành đạt và tự cho mình quyền hạnh phúc. Đồng hóa nó với hạnh phúc luôn, ép mình phải thấy hạnh phúc chỉ vì mình có tiền thôi. Và cuối cùng là thấy hạnh phúc thật á. Và như vậy thì cái cán cân ở đây vào cuối ngày, khi mà chị em cuối cùng là lao động cực lực và kiếm được một đống tiền á, thì chúng ta vẫn thấy rằng là nhân vật ở trong phim đây ly dị với chồng. Và ly dị với chồng vì anh ấy ngoại tình, anh yêu người khác. Nếu mà nhớ cái phim đó như thế, thì đối với chị nhân vật đó thì cool thiệt khi mà cô nói ra cái điều đó và mình thắng phục, cô ấy giỏi thật. Nhưng mà cùng lúc mình tự cười mình cười luôn cái nhân vật đó, là xem cái thước đo hạnh phúc của cô ấy kìa. Vậy tôi đặt lại cái ví dụ khác. Nếu anh chồng nói em bước ra khỏi căn nhà này rồi em đi đâu, không sao cả, em sẽ thuê một căn hộ nhỏ, em vẫn đi làm mà. Có thể lương cô ấy không cao, có thể thu nhập của cô ấy không cao, thì chẳng lẽ câu nói đó nó bớt cool đi chăng? Có phải chúng ta thấy nó cool, thấy nó ngầu, thấy nó hay là tại vì cổ sở hữu đến mấy tòa building? Nhưng nếu cổ nói rằng là ok em sẽ đi kiếm việc, đối với tôi câu nói đó mới là cool.